Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm mới, sản phẩm 4G LTE của MiSi, một hãng thương hiệu rất là nổi tiếng của Thái Lan. Sản phẩm này thì tốt hơn và cũng đồng thời có giá rất là hợp lý. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp, đánh giá ngoại quan này. Vỏ hộp rất là khá là chắc chắn này. Tốc độ cho tốc độ lên đến 300 megabit trên giây này. Và sử dụng thiết lập hoàn toàn trên điện thoại. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm này nhé. Này, trong hộp sản phẩm thì gồm có này, thứ nhất là sách hướng dẫn này. Nguồn này, 12V 2A. Cáp mạng này. Có một đoạn cáp mạng dài khoảng hơn 1 mét. Đấy. Sau đó thì đến bộ phát này. Bộ phát nhìn khá là chắc chắn này. Chất liệu nhựa nhìn khá chắc chắn. Có 4 anten. Đấy. 4 anten nhìn rất là khỏe. Trông cũng khá là chắc chắn. Điểm đặc biệt của cái sản phẩm này so với các sản phẩm khác trên thị trường là nó có tận 4 cổng LAN. Nó gồm có 3 cổng LAN và 1 cổng WAN. Đấy. Nó các bác nào mà lắp cam rồi là sử dụng cái này là rất là tốt này. Đỡ chi phí cái cổng. Đỡ chi phí mua cái switch. Đấy. Thứ hai là đây nó cũng có chỗ cắm SIM đây. Lỗ nguồn đây, nút reset đây. Đấy, phía mặt trước thì nó rất là hiển thị rất là rõ. Thứ nhất là nguồn điện này, thứ hai là sóng này, thứ ba là các cái hiển thị các cái đèn của cổng LAN này. Khi mình cắm cổng LAN nào thì nó sẽ sáng đèn ở cổng LAN đó này. Đấy, đây là tín hiệu internet này. Đấy. Nhìn trông khá là chắc chắn. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ để sang bên. Ngoài ra này, trong hộp thì nó sẽ có luôn cả cái SIM adapter. Thì cái SIM adapter này nó sẽ giúp cho bạn là có thể lắp được bất cứ loại SIM nào. Đấy, ví dụ bạn đang có điện thoại mà nhiều khi mà bạn không có sẵn cái khay SIM ấy, thì bạn đây thì nó đã cái bộ này tôi đánh giá là nó hơn hẳn các bộ khác là nó có sẵn cái SIM adapter. Đấy, có nghĩa là cái này là để ví dụ bạn có một cái SIM đây chẳng hạn như tôi sẽ lấy cái SIM đây chẳng hạn như này, chẳng hạn như là đây tôi có một cái SIM như này đây, thì đây tôi và cái này nó không vừa với cái khe SIM của cái này, của cái bộ phát này. Thì đây ở trong hộp này nó đã có sẵn một cái SIM adapter này, thì tôi lấy một cái ở đây, sau đó tôi ráp vào đây. Đấy, tôi ráp vào, sau đó thì sau khi ráp vào thì nó sẽ vừa khít với cái chỗ cắm SIM này. Đấy. Đấy, tôi để đúng chiều này, đúng chiều nhá, đúng chiều và tôi cắm xuống này, đúng chiều nó cắm xuống này, đúng chiều cắm xuống này. Đấy, chúng ta ấn vào này. Đấy. Thì đấy. Ngoài ra nó cũng có cả cái kích cỡ nhỏ hơn đối với các bạn mà dùng iPhone hoặc là dùng điện thoại Samsung ấy. Đây. Thì nó có những đây thì là SIM nó chỉ là nano SIM như này. Thì ở đây nó cũng đã có sẵn một cái miếng nhỏ nhỏ này rồi. Đây. Để chúng ta ráp vào với nhau. Đây chúng ta ráp vào nhau. Đấy, sau khi chúng ta ráp vào nhau thì đây nó vẫn chưa vừa thì chúng ta lại ráp thêm một lần nữa, ráp một cái miếng nhỏ, miếng to nữa. Đấy, chúng ta ráp vào. Đấy. Sau khi chúng ta ráp vào thì đấy, ráp vào thì chúng ta sẽ cắm vào đấy, cái khe SIM đấy. Được chưa? Ok. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong về cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo. Đó là
Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để lắp cái sim này vào cái bộ phát này, được chưa? Đây, đây là bộ phát của chúng ta nhé. Bộ phát của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta có một cái sim như này. Đấy, một sim này. Đấy, nếu mà sim mà nó đã có sẵn cái khay adapter to như này thì chúng ta không cần phải dùng đến cái khay sim này nữa. Còn đấy, ở trên này nó có cả một cái chọc sim, chọc này. Các bạn mà đang dùng dùng điện thoại ấy, thì các bạn có thể dùng cái chọc này để chọc cái sim ra. Đấy, chọc cái sim ra xong rồi sau đó thì chúng ta cho vào khay. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta chọc sim ra thì chúng ta đấy, chúng ta sẽ lắp cái này vào cái adapter. Cái này gọi là cái adapter nhé, adapter sim. Đấy, chúng ta sẽ gắn vào. Đấy. Sau khi gắn vào đây chúng ta sẽ giữ như này. Chúng ta giữ này, dùng một tay giữ giữ này. Đấy, giữ này để cho nó không không trôi ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cầm cái bộ phát wifi. Đây. Các bạn chú ý chiều nhé. Đây, chiều khay sim này thì cái chiều vát có sim nó có một cái chiều vát ấy, thì cái chiều vát đấy nó sẽ hướng ra trước. Đấy, chiều vát này hướng ra trước này. Đây này, chú ý nhé. Lắp đúng chiều nhé. Và cái mặt có mã số của sim ấy thì mình để lên trên nhé. Đây. Đúng như này nhé, các bạn nhìn làm đúng như này nhé. Nếu mà làm sai là nó có thể gãy sim hoặc là không tháo được sim ra đâu ấy. Đấy, chúng ta sẽ gắn sim vào này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó, tôi nhét nhẹ sim vào. Sau đó thì các bạn nhìn này. Ấn vào nghe thấy tiếng nó kêu tách một cái. Đấy, kêu tách như này mới được nhé. Còn các bạn ấn này, ấn mà nó ấn vào mà nó không thấy kêu tách nhé, thì ấn như này là chưa được này. Đấy, ấn nó phải vào kêu tách cái là được. Đấy, còn khi nào chúng ta muốn lấy sim ra ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng móng tay ấn nhẹ vào. Đấy, ấn 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 một lực vào cái sim này. Đấy, ấn nghe thấy tiếng kêu tách thì nó mới ra. Đấy, như này thì chúng ta mới rút được sim ra này. Đấy, thấy chưa? Đấy, ấn vào phải nghe thấy tiếng kêu tách nhé mới được. Đấy, đúng chiều nhé. Ok, vậy là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp sim xong nhé. Sau khi lắp sim xong thì đây, chúng ta sẽ thử cắm điện nhé. Tôi sẽ lấy tạm một cái nguồn 12V. Đây, nguồn 12V. Đây, đây là cái nguồn theo máy đây nhé. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào. Đây, cắm vào đây. Được chưa? Đấy. Đây, chúng ta cắm vào đây. Đấy. Đấy, chúng ta cắm và sau đó thì đợi khoảng tầm 15 đến 30 giây thì chúng ta sẽ kết nối vào cái mạng do cái bộ phát wifi này nó phát ra. Đấy. Đây các bạn nhìn. Đấy, các bạn đợi nhé. Đợi một lúc. Đấy, tên mặc định của cái mật khẩu wifi này là MiCE nhé. Tên mặc định của cái wifi là MiCE. Vẻ nó sẽ lên đấy. Chờ chút, đây nó đã hiện lên này, MiCE này, MiCE 21283A này. Chúng ta sẽ ấn vào kết nối để kết nối vào nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, ok. Sau khi chúng ta đã kết nối vào cái mạng này rồi nhé, thì chúng ta sẽ các bạn nào mà không có nghĩa là không muốn muốn đổi mật khẩu ấy thì sẽ vào để đổi mật khẩu. Còn các bạn nào mà muốn dùng luôn ấy thì như này là chúng ta cũng đã có thể dùng luôn rồi, vào lướt web các thứ rồi. Đây ví dụ tôi vào dân trí này, vào dân trí này. Đấy, vào lướt mạng chạy loát rất nhanh. Đấy. Mặc định của nó là không có mật khẩu. Đấy, còn nếu mà bạn nào mà muốn bảo mật tốt hơn thì
các bạn từ cái đường link này, các bạn vào đây, các bạn nhập cái địa chỉ mặc định của nó đây, 192. Đây là hướng dẫn đổi mật khẩu và thay đổi tên tên của wifi nhé. 192 này, nhập này, 192 này, chấm này, 168 này, chấm 1.1 này. Sau đó chúng ta điền cái mật khẩu mặc định vào để vào nhé, đó là admin. Đấy, mật khẩu mặc định là admin. Sau chúng ta ấn vào login nhé. Đấy, sau khi chúng ta ấn vào login rồi thì đây, chúng ta ấn vào cái dấu, nó có ba cái gạch gạch ở đây này, ấn vào đây đấy, thì nó có cái phần là wifi setup đấy. Đây thì chỗ này là cái chỗ để bạn đổi nhé, đổi tên nhé, đổi tên wifi. Ví dụ tôi đổi tên wifi của tôi là thành Hoàng Phát chẳng hạn, Hoàng Phát 4G chẳng hạn nhé. Đấy, tôi đổi tên tôi là như thế, còn các bạn đổi như nào thì đấy tùy thuộc các bạn. Đấy, còn thứ hai là các bạn muốn muốn nó có cái mật khẩu cho cái bộ phát wifi này thì ở cái chỗ này, cái dòng thứ hai này, low encryption này, các bạn ấn vào, các bạn chọn là WPA trên WPA2 đấy, các bạn ấn vào đây đấy, sau đó các bạn điền cái mật khẩu của các bạn vào đấy. Mật khẩu thì chú ý là điền khoảng 8 ký tự nhé, 8 ký tự thì tùy các bạn. Như ở đây tôi để mật khẩu tôi là cường, 123. Đấy, chúng ta ấn vào view để kiểm tra xem là chúng ta đã điền chuẩn chưa. Đấy, sau đó chúng ta ấn vào server nhé, ấn vào server. Đây có nút server ở đây này, các bạn nhìn thấy nút server chưa, ấn vào server. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đổi tên cũng như là đồng thời là cấp mật khẩu cho cái bộ phát wifi này. Thì sau này chúng ta muốn truy cập thì sẽ vào đúng cái wifi, cái tên wifi này và đúng cái tên wifi này và cái mật khẩu mà các bạn đã làm nhé. Nhớ nhé, nhớ lưu ý là phải nhớ nhé, quên là không, quên là sau không vào đâu. Đấy, khi mà chúng ta đã tốt nhất là lên lên ghi lại vào giấy đấy để nhớ đấy. Sau đó thì đây có một điều nữa, đó là các bạn nào mà ở khu vực mà sóng khỏe ấy, mà 4G nó rất khỏe ấy, thì các bạn muốn chuyển đổi nó, hẳn sang 4G ấy, thì các bạn vào phần này. Đấy, nó bị thoát ra 192. Đấy, chúng ta đợi một tí. À đây, Hoàng Phát 4G đây nhé, tôi đăng nhập lại nhé. Mật khẩu lúc nãy đây, cường 1234 này, chúng ta kết nối vào này. Đấy, đấy, đúng chưa, chúng ta kết nối vào cái mạng lúc nãy chúng ta vừa tạo đã, đúng chưa. Đấy, chúng ta vào lại nhé. Đấy, vẫn 192.168.1.1, chúng ta vào lại cái web lúc nãy. Đây có một vấn đề nữa là các bạn nào mà mạng nhà các bạn mà khu vực các bạn mà nó có 4G khỏe ấy, thì các bạn lên lên ấn vào cái chỗ này đây, thì các bạn vào đầu tiên là vào network này, vào cái dấu, vẫn vào cái dấu ba gạch này, không vào network này đấy, xong rồi vào phần 3G trên 4G này đấy, thì các bạn tích vào đây này đấy, thì là mạng nó sẽ lúc nào nó cũng ở cái mức độ là 4G, nó không chuyển tiếp từ 3G sang 4G mà nó luôn luôn là 4G. 4G tất nhiên là sẽ khỏe hơn 3G rồi. Còn trong trường hợp mà ví dụ nhà bạn ở khu vực mà nó sóng yếu hoặc là sóng chập chờn, hoặc là nó cái cột sóng chỗ bạn nó vẫn chưa chuyển hết sang 4G ấy, mà nó vẫn đang có cả băng tần 3G ấy, thì các bạn không tích vào đây nhé, để cho nó có sự chuyển tiếp giữa 3G 4G thì cái bộ phát này nó hoạt động nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu nhà bạn nào mà cạnh cột sóng 4G ấy, thì các bạn nên lên 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 ấn tích vào đây này, thì nó sau này nó hoạt động nó sẽ khỏe, rất là khỏe. Đấy, nó khỏe hơn rất nhiều luôn. Đấy. Thế thôi, mình chỉ có cái hướng dẫn đấy. Các bạn ấn vào server nhé, sau khi xong các bạn ấn vào server, thế là xong nhé. Đấy. Thế thôi, thì đây bây giờ tôi thử lướt web một chút nhé, để các bạn xem nhé.
hay ví dụ vào 6L EZ Vít này. Đấy. Đấy, mạng rất nhanh. Loạt rất nhanh. Đấy. Cái bộ phát này theo như tôi đánh giá, tôi đã dùng được khoảng tầm một tháng rồi, thì tôi thấy là bộ phát này rất là khỏe. Đấy. Nếu mà anh em nào mà định dùng để lắp camera, lắp cho camera. Đấy, hoặc là lắp cho các cái lông trại, hoặc là lắp cho các cái xe khách các thứ ấy, thì là bộ này là rất là đạt yêu cầu. Đấy. Bộ này thương hiệu của Thái Lan nhé, hàng Thái Lan. Đấy. À, chất lượng tốt hơn hẳn so với các cái hàng còn lại, và bộ này là chính hãng của đơn vị Vilago phân phối. Bảo hành là 24 tháng nhé, chính hãng. À, bảo hành 12 tháng, sorry các bạn. Đấy. Cảm ơn các bạn nhé, đã theo dõi nhé.